Sa Thiên tập 5, Diệp Phàm dẫn đầu đưa mọi người xuống núi. Nơi này vừa có cây cối, vừa có nước, vậy nhưng lại vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động vật hay côn trùng kêu. Sự yên tĩnh này làm cho Diệp Phàm cảm thấy bất an. Đi được một đoạn thì bọn họ nhìn thấy tấm bia đá khắc bốn chữ Hoang Cổ Cấm Địa. Hai chữ cấm địa khiến cả đám giật mình, bởi vì đây chính là vùng đất cấm, không giống như là một nơi an bình. Rất nhanh bọn họ cũng nghe được tiếng kêu lớn, hung thủ làm chuyện đó là một con đại bàng khổng lồ. Căn cứ theo sách cổ, Diệp Phàm đoán rằng con đại bàng này chỉ bắt vật sống, nên mọi người hãy ở yên mỗi chỗ đừng di chuyển. Tuy nhiên, Lưu Văn Chí cùng đồng bọn lại sợ chết nên tự ý bỏ chạy. Hành động này lọt vào trong mắt con đại bàng, biết có vật sống đang di chuyển dưới đất, nó liền lao lên tấn công. Giờ không thể ngụy trang nữa nên anh nhanh chóng hô hào mọi người bỏ chạy. Cũng may địa hình nơi này lại có cây cối che chắn khiến đại bàng không thể tiếp cận được bọn họ. Nó chỉ có thể đi vòng vèo bên ngoài. Lưu Vân Chí và đồng bọn ẩn nấp sau tảng đá. Đám người Diệp Phàm thì bị đại bàng truy đuổi gắt gao, bọn họ tìm thấy một hang động nên vội vàng chui vào lánh nạn. Cửa hang khá nhỏ, chỉ đủ cho người lọt qua. Với thân hình khổng lồ, đại bàng không thể xông vào trong, nó chỉ có thể thò đầu vào bên trong tìm kiếm. Mọi người cố gắng không di chuyển và giữ im lặng, không cảm giác được chuyển động nên nó lập tức rời đi. Lưu Văn Chí không muốn chạy vào hang cùng đám người Diệp Phàm, hắn muốn để cho anh và mọi người làm mồi nhử. Đại bàng vừa mới bỏ đi được một đoạn thì đã nghe được âm thanh nên lập tức quay lại tấn công. Thế là Lưu Văn Chí và đồng bọn vừa bỏ chạy vừa la hét. Diệp Phàm cùng bàng bác dù lòng từ bi nên không ngần ngại lao ra ngoài trợ giúp. Lưu Văn Chí không may bị rễ cây cuốn chân và bị đại bàng kéo lên không trung. Diệp Phàm thấy vậy liền thổi một ngọn lửa từ cây đèn cắt đứt rễ cây, giải cứu cho tên kia một mạng. Dường như nó cảm nhận được nguy hiểm nên bỏ đi. Lưu Văn Chí tuy không chết, vậy nhưng bị rơi một cú từ trên cao xuống đất cũng đủ tê người, phải nằm ngã ngửa. Đã vậy, còn bị mọi người mỉa mai. Tất cả cũng chỉ vì hắn ta sợ chết mà tự ý bỏ chạy. Dù rất tức giận, vậy nhưng mà hắn ta cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bên trong bụng. Bọn họ tiếp tục di chuyển xuống núi. Đi được một lúc thì bụng của tên béo vang lên, hóa ra là vì đói bụng. Nói đến đồ ăn thì những người khác cũng tỏ rõ bộ dạng mệt mỏi và đói khát. Từ lúc bị mang đi đến nay đã là một ngày rồi. Một ngày chạy nhảy liên tục mà không ăn chút gì vào bụng, chịu đựng đến giờ này đã là cố gắng lắm rồi. Diệp Phàm chú ý mọi người. Anh lên tiếng yêu cầu mọi người chia nhau ra tìm đồ ăn, không được đi quá xa. Nếu gặp phải nguy hiểm thì kêu lên để những người khác còn biết đường giúp đỡ. Mọi người chia thành 4 nhóm đi 4 con đường khác nhau để tìm thức ăn. Diệp Phàm và bằng bác đi cùng nhau, nhìn thấy một con suối nhỏ, hai người lập tức chạy tới uống cho đỡ khát. May mắn ngay gần đó lại có một gốc cây, trên cây có nhiều trái quả rất lạ mắt. Bàng bác nhanh chóng leo lên cây hái quả. Với tính cẩn thận, anh cho rằng đồ vật nơi hoang dã càng sặc sỡ càng nguy hiểm. Những quả này có màu sắc không bình thường, biết đâu lại có độc. Tuy nhiên, bàng bác lại quá nhanh mồm nhanh miệng, đợi đến khi anh nhắc nhở thì hắn đã ăn được 2 quả rồi. Cảm thấy không giống như có độc, Diệp Phàm nghe vậy cũng không chần chừ nữa mà cắn vài miếng. Hai người ngồi xuống ăn uống, vì số lượng có hạn nên cũng không dám ăn no. Họ để lại 3 trái để mang về, lỡ đâu có những người khác không tìm thấy thức ăn thì mấy trái quả này cũng đủ để họ lót dạ một lát. Về phía ba người Lưu Văn Chí, bọn họ tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Cô gái tóc mì tôm lấy ra một ít sô-cô-la mà trước đó mang theo. Hóa ra là bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước, chỉ chờ cơ hội tách lẻ để ăn mảnh. Lưu Văn Chí tỏ rõ phẫn nộ vì bây giờ hắn ta chẳng còn tiếng nói trong đội nữa, giờ mọi người đều nghe lời Diệp Phàm rồi. Vậy nhưng mà hắn vẫn không từ bỏ ý định cướp đèn thần của nam chính. Bây giờ anh đã có đề phòng, hắn ta đành phải vừa đi vừa quan sát, chờ đợi cơ hội xử lý Diệp Phàm. Trong lúc ba người đang nói chuyện, thì một thứ chất lỏng màu đen đột nhiên trào ra ngoài. Biết không ổn rồi, Lưu Văn Chí hô hào bỏ chạy. Một con quái vật đột nhiên chui ra tấn công. Hai người nhanh chóng bị xúc tu tóm được và bị kéo vào trong hố. Chỉ riêng Lưu Văn Chí là may mắn chạy thoát. Cùng lúc này, Diệp Phàm và bàng bác đã trở lại. Hỏi thăm thì biết hai người bạn không tìm thấy thức ăn nên họ lập tức lấy 3 trái quả cho bọn họ dùng tạm. Ngay sau đó Lưu Văn Chí cũng quay về nơi tập trung. Hắn ta bịa chuyện hai người bạn vô tình bị rơi xuống hố. Quả nhiên Diệp Phàm và bằng bác nghe xong liền đi qua để hỗ trợ. Đến trước cái hố, hắn cũng giả vờ hô hào theo Diệp Phàm, vậy nhưng gọi một lúc mà chẳng thấy ai trả lời. Hỏi thăm thì hắn lại ấp úng. Xem cách trả lời cùng hành động, Diệp Phàm liền hoài nghi, vậy nhưng mà anh vẫn giả vờ như không biết. Lưu Văn Chí vờ như đã phát hiện tung tích và chỉ tay về phía cái hố để Diệp Phàm qua đó kiểm tra. Anh đi tới mép vực, Lưu Văn Chí tiến lại ngay phía sau. Anh biết tên kia đang sòi trò, hắn ta vẫn chưa nhận ra chiêu trò của mình đã bị nhìn thấu nên tự tin lao tới định đẩy anh ta xuống vực.
Diệp Phàm lách nhẹ người tránh thoát, thế là tên kia lỡ đà lao xuống dưới hố. Quái vật bị động tĩnh đánh thức, nó lập tức lao lên, bộ dạng của nó vô cùng ghê sợ, toàn thân có 6 cái chân nhện. Hai người lập tức quay về nơi hội họp và gấp rút yêu cầu mọi người bỏ chạy. Thế là cả đám lại cùng nhau tháo chạy. Đuổi được một đoạn, quái vật liền dừng lại một chút. Nó phẫn nộ gầm lên một tiếng trước khi tiếp tục truy đuổi. Và Diệp Phàm cùng bạn bè sẽ làm như thế nào để thoát nạn? Các bạn đừng quên đón xem tập tiếp theo để rõ hơn nhé! Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.